Chương trình từ Thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng ta cũng biết rằng là vụ kiện tại tòa án tối cao Pháp viện bởi tổng trưởng lý tiểu bang Texas đã bị bác bỏ hoàn toàn. Thì có nhiều quý vị khán thính giả đã đặt câu hỏi với chương trình là nếu những luật sư kiện tụng Ba Láp, kiện tụng Nhảm Nhí ở Hoa Kỳ thì có bị tội gì không? Thì câu chuyện nó thật ra thì nó không đơn giản là kết tội một vị luật sư nào đó là đi kiện tụng Ba Láp hay là kiện tụng Nhảm Nhí trước tòa, thưa quý vị. Thì theo điều luật tố tụng dân sự Liên bang Hoa Kỳ điều 11 thì là nghiêm cấm việc mà tranh cãi nhảm nhí, tranh cãi vớ vẩn ba láp, làm mất thời gian, mất tiền của ngân sách của tòa án là sẽ bị phạt và có thể phạt lên tới 25.000 đô la, thưa quý vị. Thì nói chung muốn kiện tụng ở Hoa Kỳ này phải qua một cái thủ tục, một cái quá trình tố tụng rất là ngặt nghèo. Thứ nhất là phải kiểm tra là ông luật sư đó hay bà luật sư đó có được hành nghề tại tiểu bang, tại địa phương hay không. Vấn đề thứ hai là trong cái vụ kiện đó thì vị luật sư đã điều tra như thế nào và câu chuyện điều tra đó trắng hay đen nó phải rõ ràng viết xuống, rồi phải lấy khẩu cung, các buổi khẩu cung, các nhân chứng có hữu thệ, tức là có xác nhận cái lời khai của mình trước tòa có đúng hay không. Tùy theo các tiểu bang hoặc các tòa án, có những tòa thì họ không cho luật sư tự cãi, thưa quý vị, tức là họ cấm luật sư cứ đụng đầu kiện đó, và luật sư mà muốn kiện cho cá nhân mình đó, thì phải đi mướn một luật sư khác đại diện cho mình, chứ không thể nào mình cứ lấy cái việc mà mình hành nghề luật sư rồi mình đi kiện hết chỗ này chỗ kia, mình kiện hết vụ này vụ kia. Nói chung là cái kiểu mà kiện kiếm chuyện để kiếm tiền. Thì tòa án Hoa Kỳ họ cũng biết những cái trò ma mãnh mánh lới của những vị luật sư mà đói tiền, coi như là thất nghiệp, cho nên là ai đụng tới hoặc là chưa đụng tới là đã đe dọa kiện tụng lung tung kiếm tiền. Thì đó là những cái trò nhảm nhí. Hoặc là tòa án xác định là những cái vụ kiện mà đòi ra những con số bồi thường khổng lồ, thưa quý vị, thì có thể nói không phải là kiện nhảm nhí nữa mà phải gọi là những thằng khùng tham lam đi kiện, giống như là có những tên kiện 36.000 tỷ đồng đô la gì đó, 50.000 tỷ đô la. Xin thưa là con số khùng điên quá đáng, thì chính là một vụ kiện nhảm nhí không đi tới đâu, thưa quý vị. Tại vì khi điền đơn vô và tòa án, thư ký tòa án trước khi mà họ nhận đơn thì họ sẽ hỏi những câu căn bản là kiện ai, tội danh gì, kiện cái số tiền bao nhiêu. Mà họ thấy là con số ví dụ như là 36.000 tỷ đồng đô la rồi 50.000 tỷ đồng đô la, xin thưa quý vị, là họ sẽ biết ngay đây là cái loại gọi là kiện nhảm nhí để lấy tiếng. Chứ thật ra ai mà có tiền đâu mà bồi thường 50.000 tỷ đồng đô la, 36.000 tỷ đồng đô la như là cái ông Đần Minh Quao hay ông Đào Minh Quân đòi đi kiện tụng ra tòa án quốc tế, thưa quý vị. Thì người ta biết ngay đó là cái kiện nhảm nhí.
Thành ra là nếu mà vụ kiện gọi là không có tội danh, hoặc là những cái vụ kiện mà tưởng tượng, hoặc là những cái vụ kiện mà không thèm đi điều tra trắng hay đen, chẳng hạn như là mình nghe tiếng gà gáy của hàng xóm, thế là mình nói rằng mình bị nhức đầu, bị tâm thần, cho nên đòi hàng xóm phải bồi thường là 50.000 lượng vàng chẳng hạn như vậy. Thưa quý vị, thì rõ ràng là kiện nhảm nhí, nghe tiếng gà gáy mà sao mà giờ bị tâm thần rồi lại đòi người ta 50.000 lượng vàng, thì những cái đó tòa nó sẽ bác ngay. Thưa quý vị, nó không cần nghe trình bày lý do gì cả, lý do lý chấu toàn là những thứ bà xạo. Ở Hoa Kỳ này thì có những vụ như thế. Thưa quý vị, chẳng hạn như thấy thằng con của hàng xóm mua một chiếc xe mô tô Davidson Harley chẳng hạn, như chạy nổ rầm rầm ôm tai trong xóm, thế là kiện cứ lấy cái việc mà mình hành nghề luật sư kiện thằng con của hàng xóm, kiện cái bà kia, kiện ông nọ, kiện lung tung. Thì tòa án họ không cho phép, mà họ bắt là phải mướn một luật sư khác, hoặc ít ra là phải tham vấn với một luật sư khác tùy theo luật của mỗi địa phương. Tức là nếu mà anh không có tiền mướn một luật sư khác thì anh có thể tới một văn phòng luật sư khác, anh phải tham vấn đàng hoàng và có biên bản. Ví dụ như họ nói là vâng, cái vụ mà cậu bé đó chạy xe mô tô mà nổ quá lớn và gây tiếng ồn quá lớn thì có thể kiện được. Thưa quý vị, chẳng hạn như vậy, họ cho một cái ý kiến tư vấn. Ở đây là quý vị phải coi như là tham vấn một luật sư khác. Thì tiếng Anh họ có một cái luật như thế, nó gọi là disturbance peace, tức là quấy rối cái sự an bình của người khác, làm cho ồn ào, làm cho náo nhiệt, làm cho người ta mất ăn mất ngủ. Chẳng hạn như hát karaoke 10 giờ đêm chẳng hạn như vậy, hoặc là chơi nhạc, đánh đàn ầm ĩ 10 giờ đêm không cho ai ngủ nghỉ gì cả thì có thể bị kiện. Thì những cái vụ mà như vậy thì tòa án có thể chấp nhận, mà họ không gọi đó là vụ kiện nhảm nhí. Thưa quý vị, tại vì rõ ràng là có ảnh hưởng tới sức khỏe người khác và có gây ra những cái bất tiện cho người khác, thì có thể nói là cái vị luật sư đó không bị cái tội gọi là kiện nhảm nhí. Nhưng mà có những cái tội nó thấy rất rõ ràng là nhảm nhí, chẳng hạn như là cứ một cái vụ kiện đó cứ đổi tên hết người này tới người kia. Thưa quý vị, cứ đổi tên cùng một cái đơn kiện viết tràn gian đại hải, xong rồi ở phần đầu thì chỉ đổi tên, hôm thì kiện ông A, hôm thì kiện bà B, hôm thì kiện ông C, nhưng mà nội dung thì giống nhau y chang, chỉ khác có cái gọi là cái tiêu đề kiện ai. Thưa quý vị, thì có những cái vị khùng điên như thế ở Hoa Kỳ này, chẳng hạn như cứ kiện ông tổng thống Bill Clinton, rồi hết đời ông tổng thống Bill Clinton thì kiện qua ông Bush con, rồi kiện qua ông Obama, rồi kiện tùm lum cho tới kiện ông Donald Trump. Thì đó là những vụ kiện nhảm nhí, tức là họ chỉ muốn lấy tiếng rồi. Thưa quý vị, có những vị luật sư họ bây giờ họ mất danh tiếng và uy tín, cho nên họ cứ nổ ra, ô tôi mới kiện ông tổng thống, tôi mới kiện ông thống đốc tiểu bang để lấy tiếng, nhưng mà thực chất thì chả có gì hết. Thì tòa án họ lấy phí rất cao, và như tôi nói là tổn phí, tổng tổn phí mà cái người thua kiện sẽ bồi thường rất lớn. Thưa quý vị, có thể gấp
4 lần cái chi phí thật, chẳng hạn như là kiện gây rối, nhảm nhí, làm cho bên nguyên đơn, xin lỗi bị cáo, phải tốn tiền, tốn bạc, tốn phí tổn mướn luật sư đủ thứ, cả chục ngàn đô la, thì tòa án có thể phạt lên tới 40 ngàn đô la vì cái tội kiện bá láp, thưa quý vị. Có những vị như thế. Và cũng có những vị luật sư bìm bịp chẳng hạn như vậy, cứ giả dạng lấy một cái đơn kiện, điền hết tên người này lần này, rồi điền hết tên người kia lần kia, cứ vài ba tháng tung tin là tôi kiện ông A trong cộng đồng, rồi vài ba tháng sau là tôi kiện ông B trong cộng đồng. Nghe nói kiện tụng dữ lắm thưa quý vị. Đó là cái dạng luật sư bìm bịp, nghe nói thì đánh đấm dữ tợn lắm, nhưng mà thực tế thì chỉ nộp đơn vô tòa và không đóng lệ phí cho tòa, coi như một cái màn kịch thưa quý vị. Luật sư bìm bịp là chơi cái màn kịch để lấy tiếng là ồ, tôi là dữ dàng đây, sẵn sàng đánh đấm hết người này người kia, nhưng mà thật ra là chém gió thưa quý vị. Cứ nộp đơn vô tòa nhưng mà không đóng lệ phí, cứ xin khất lần khất hồi, rồi cuối cùng chẳng tòa nào giải quyết, thì đó là luật sư nhảm nhí. Thì có nhiều cái tòa họ cặp mặt những vị luật sư nhảm nhí, họ biết quá rồi thưa quý vị, thì họ có thể treo bàn cảnh cáo từ 3 tháng đến 6 tháng, không cho nộp trong cái thời gian đó là không cho phép hành nghề và nộp bất cứ đơn nào vào tòa án, chẳng hạn như vậy. Thành ra là luật sư nhảm nhí trở thành luật sư đói, có thể nói thẳng là như vậy. Cho nên là cũng khó mà giở trò nhảm nhí. Còn những cái luật sư nhảm nhí ở đây, quý vị thấy là tại vì ông Rudy Giuliani, ông quá già rồi thưa quý vị, 76 tuổi rồi, cho nên ông chơi cái trò điền đơn nhảm nhí này để lấy tiền, lấy tiếng, rồi hưu trí thưa quý vị. Chả ai làm gì được hết. Chẳng hạn như tòa án có cách chức, có lấy bằng, có treo bằng vĩnh viễn, thì ông Rudy Giuliani này cũng lưu lưu thưa quý vị. Tại vì nó đã xong cuộc đời rồi, chơi cú chót không mất gì cả, chỉ có thêm tiền, thêm tiếng, và cùng lắm là mất danh dự một chút, thì tòa án có thể là tước bằng luật sư. Thì hiện nay là Hiệp hội Luật sư ở Hoa Kỳ, tức là ABA, là hiệp hội luật sư lớn nhất, thì họ đang kêu gọi, và hiện nay cũng đã có 1.500 luật sư, cựu luật sư, cựu chánh án, thẩm phán ký tên đòi tước bằng hành nghề của 20 vị luật sư mà bảo vệ cho ông Trump, thưa quý vị. Họ nói rằng cái đám luật sư này là đám luật sư nhảm nhí, làm phiền hà thiên hạ, quấy rối tòa án, thay vì trong những ngày qua người ta xét xử những vụ khác thì cứ tối ngày cứ lôi ra những cái chuyện ăn gian phiếu, rồi bị ăn gian phiếu, rồi này nọ hết. Nhưng mà kịch bản thì nó ná 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 nhau thưa quý vị. Nhưng mà khi mà tòa án họ kêu ra nhân chứng, vật chứng, thì dường như là các vị luật sư này rất quờ quạng thưa quý vị, có thể nói là như thế. Họp báo thì có vẻ hùng hổ, nhưng mà ở tại tòa án thì dường như là có vấn đề. Như tôi có nói là nhiều nhân chứng đã bỏ trốn, không có sự thật ở trong đó.
hoặc là những cái bằng chứng mơ hồ, không rõ ràng. Chẳng hạn như đưa ra những cái video thấy vài ba người kéo cái vali đi tới đi lui, thì kết luận những cái vali đó là ăn gian phiếu, thưa quý vị. Chẳng hạn như vậy. Thì đã bị thua kiện ở một vụ là đưa ra cái bằng chứng là video, thì kéo cái vali ở trên cái một cái xe nhỏ. Thì bên phía ủng hộ ông Trump tuyên bố đó là cái vali chứa phiếu lậu, phiếu cử tri lậu. Nhưng mà thật ra không có gì hết, thưa quý vị. Đó là một người phóng viên, và họ bỏ những cái thiết bị thâu hình camera vào cái vali của họ, và họ kéo đi ở trong phòng phiếu, và họ có được xác nhận và quay phim rõ ràng. Khi mở ra thì hóa ra chỉ là những cái camera, không phải như các ông bà bên phe ông Trump mà cáo buộc. Thì rõ ràng là thua, thưa quý vị. Xin thưa là như vậy. Như tôi có nói là trong cái đơn kiện của tiểu bang Texas, thì nội cái số phiếu của đại cử tri mà là còn sai, thì có thể là người ta nghi ngờ những cái vấn đề khác có sai sót. Thì ở đây cái động cơ của ông tổng trưởng lý Kenneth Paxton, người ta nghi ngờ rằng ông đang bị FBI điều tra về cái tội tham nhũng hối lộ, cho nên ông tìm cách gọi là vận động hành lang với ông tổng thống Donald Trump, để ông tổng thống Donald Trump cho một cái đặc quyền ân xá, kiên bài miễn tội cho cái việc mà sắp bị truy tố, hoặc là sắp bị đưa ra tòa án, hoặc là sắp bị cách chức. Nói chung là lo sợ cho một cái vụ lên nhiên bởi bản thân mình, cho nên ông tung ra giờ chót những cái chiêu trò để hy vọng là ông Trump ông thương xót, thưa quý vị. Đó là cái động cơ về chính trị hơn là động cơ vì thương yêu ông Donald Trump. Thì đó là người ta ghi ngờ. Thì trở lại cái vấn đề mà các luật sư nhảm nhí, thì xin thưa có. Chẳng hạn như năm xưa là ông tổng thống Bill Clinton chẳng hạn như vậy, ông có bằng luật sư, nhưng mà ông lại ngoại tình lén lút ở trong Nhà Trắng chẳng hạn như vậy. Ông cứ nghĩ rằng là ông có bằng luật sư, cho nên chả ai đụng đậy gì tới ông hết, không dám đụng đậy gì hết, thưa quý vị. Nhưng mà trên thực tế là tòa án tối cao Pháp Viện đã đưa ông Bill Clinton ra và tước bằng hành nghề vĩnh viễn, thưa quý vị. Và từ đó thì cũng không ai gọi là ông luật sư Bill Clinton nữa, mà người ta chỉ gọi là ông cựu tổng thống Bill Clinton. Mặc dù là ông không có làm gì hết, nhưng mà cái hành động ông ô uế, ông cứ ỷ ông là luật sư, rồi ông làm bậy, ông ngồi xổm trên pháp luật, thì ông bị tước bằng hành nghề. Thì những cái vị luật sư nhảm nhí thuộc loại bìm bìm, thưa quý vị, thì cũng dở chiêu dở trò, thì tùy mức độ cũng khó nói. Có khi thì chỉ bị cảnh cáo, có khi thì bị tước bằng trong một cái thời gian, có khi thì nặng quá thì bị tước bằng vĩnh viễn. Coi như là người ta thấy là ngoài cái sự nhảm nhí còn có sự đánh tráo khái niệm, còn có cái sự gian lận hay bằng chứng giả nữa, thưa quý vị. Nếu mà người ta phát hiện ra là bằng chứng giả thì chẳng những là thua ở tòa án mà còn bị kết án ngược, bị truy tố ngược, thưa quý vị. Chẳng hạn như là sử dụng nhân chứng gian, thân hữu của mình
chẳng hạn như vậy, bạn bè bạn hữu của mình nhưng mà kêu đóng giả làm thân chủ, thưa quý vị, những cái trò ma giáo như thế, rồi kiện tụng ma giáo, người ta cuối cùng người ta tìm ra hóa ra là thân chủ ăn nhậu nhẹt với nhau chẳng hạn như vậy, thông đồng giả bộ như không biết nhau để mà kiện tụng người khác chẳng hạn như vậy. Nói chung là những cái trò ma mảnh nhảm nhí, có nhiều trò lắm thưa quý vị. Ở Hoa Kỳ này có thể nói là rất nhiều trò. Thì nếu có thời gian thì sẽ nói tiếp về cái vấn đề mà những trò nhảm nhí. Nhưng mà trong cái vụ kiện tụng của ông Tổng thống Donald Trump thì thật sự thì cũng không phải là nhảm nhí lắm. Thật sự thì cũng có những cái vụ lùm xùm, có những vụ mà, nhưng mà nó nhỏ thôi thưa quý vị. Có thể ăn gian vài trăm phiếu, có thể có thể những cái người chết, nhưng mà có người đã lén dùng tên của người chết để bỏ phiếu chẳng hạn như vậy. Thí dụ như hai cha con, thì ông bố đã chết, đã qua đời, nhưng mà người con chẳng hạn như thích đảng Dân Chủ, thành ra là người con có thể giả mạo chữ ký của người cha, gửi cái phiếu đó đi và bầu cho đảng Dân Chủ chẳng hạn như vậy. Thì có thể có thưa quý vị, có những trường hợp nó lọt lưới. Nhưng mà để nói rằng là ăn gian một cách có hệ thống và ăn gian ở mức độ lớn thì cần phải có một cái cuộc điều tra dữ dội. Thì cho tới hôm nay là ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng đã tuyên bố rằng là không có sự gian lận ở cái mức độ to lớn thưa quý vị. Thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.